chung quan tâm. Ok. Rồi. Rất là vui luôn. Vân Sơn xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn thân mến. Phải nói là Vân Sơn rất là vui khi mà mỗi một ngày như vậy Vân Sơn ngồi đọc hàng ngàn cái comment cũng như là những lời khen ngợi, nhắn nhủ, khuyên, góp ý hoặc là những câu hỏi của tất cả quý khán giả ở khắp mọi nơi thế giới gửi về cho Vân Sơn qua những cái mạng truyền thông như là YouTube, như là Facebook chẳng hạn. Vân Sơn đọc hết nha. Quý vị vào quý vị thấy Vân Sơn chấm like và thả tim đó hay là chấm like đó có nghĩa là Vân Sơn đã đọc cái comment đó rồi nha. Thành ra có nhiều bạn nói là Vân Sơn tại sao không trả lời, có nhiều cái quan trọng lắm thì Vân Sơn mới trả lời thôi, chứ các bạn khen ngợi hay là các bạn hỏi những câu hỏi mà thực sự ra Vân Sơn trả lời rất là nhiều lần rồi thì Vân Sơn không trả lời nữa. Thành ra các bạn đừng có trách Vân Sơn là tại sao mà trong cái YouTube hoặc là trong cái Facebook của Vân Sơn ít khi nào Vân Sơn trả lời. Có nghĩa là Vân Sơn có trả lời nhưng mà rất ít. Tại vì nó nhiều quá, Vân Sơn không thể nào trả lời hết được hết. Tại vì Vân Sơn là cái người đọc hết thôi. Quý vị thấy Vân Sơn mà chấm like ha. Chấm like, thả tim. Có nghĩa là Vân Sơn đã đọc rồi nha. Cái nào mà Vân Sơn thấy cần thiết trả lời và thật sự quan trọng thì Vân Sơn mới cố gắng trả lời. Chứ nếu mà trả lời từng cái comment thì không thể nào Vân Sơn trả lời được hết được. Thành ra quý vị các bạn thông cảm cho Vân Sơn như này này. Vân Sơn muốn san sẻ với quý vị các bạn những cái niềm vui của Vân Sơn khi Vân Sơn đọc những comment như thế này. Thí dụ như là có một cái bạn tên là Dương Đoàn đã viết cho Vân Sơn như thế này. Và cái này là một những cái câu mà tiêu biểu nha. Vân Sơn đọc những câu này rất là nhiều luôn. Bạn Dương Đoàn viết cái đây 4 ngày hôm trước. Nói là chúng con tuổi thơ tầm 5-6 tuổi. Bây giờ đã 26-27 tuổi rồi. Nhưng không thể nào quên được những kỷ niệm và tuổi thơ mà mấy chú xin phép cho con gọi bằng mấy chú, vì các chú trẻ mãi trong lòng của bọn trẻ thơ chúng con. Cưng không? Rất là cưng phải không? Như một thí dụ nữa là bạn Long Ngô, một ngày trước, tụi con sinh năm 99, có nghĩa là năm nay 21 tuổi đó, bằng tuổi Michael, con trai của Vân Sơn. Tụi con sinh năm 99 thôi, mà xem hầu như gần hết tất cả những tiết mục hài của mấy chú rồi. Thỉnh thoảng gặp vài tình huống liên tưởng đến tiết mục đó là mấy đứa tụi con ngồi tám về mấy chú ngoài quán trà sữa thâu đêm. Vui không? Bộ ba Vân Sơn, Bảo Liêm, Diệu Thảo là miền ký ức tuyệt vời của chúng con. Xin chúc cho ba chú luôn dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Con hy vọng một lần nhìn thấy ba chú trùng phùng trong các live show như trước. Chuyện đó có thể xảy ra. Ok. Lưu Hoàng Kiếm đã viết như thế này: nếu như rap có dòng old school vẫn đang được duy trì và gìn giữ thì thể loại hài kịch này của chú Sơn cùng những người bạn diễn quả thật là hay và mang đậm tính classic. Vừa văn minh vừa nhấn nhá tinh tế, tiếc là ngày nay dòng hài classic này không còn nữa và mai một mất rồi. Mong một ngày nào đó có ekip cùng với chú Sơn mang lại một show đậm chất classic này trở lại. Thực sự nó rất hay và tuyệt vời, hơn rất nhiều so với những chương trình hài nhảm và các vở kịch thời vụ hiện nay đang lan tràn trên truyền hình lẫn môi trường sân khấu. Con là một người thích đi xem kịch hơn là đi xem phim và cũng đã 30 tuổi rồi. Mọi vở kịch của chú từng là ký ức của con. Dễ thương ha. Và khi lớn lên, trưởng thành, xem lại mới thấy nó văn minh trong cách diễn, thể hiện ngôn từ như thế nào ấy. Chúc mấy chú thật nhiều sức khỏe. Quý vị biết không, có nhiều cái comment mà Vân Sơn đọc, Vân Sơn phải nói là không cầm được nước mắt thì nó hơi quá đáng, nhưng mà nó xúc động, nó touch và Vân Sơn rươm rướm nước mắt. Là bởi vì Vân Sơn nhìn thấy là những cái công việc mà của mình làm hồi 30 năm trước ha, cùng với tất cả những người bạn của Vân Sơn làm ra những vở kịch, làm những chương trình mà nó vẫn còn được phục vụ, vẫn còn được tất cả những khán giả trẻ tìm kiếm và xem cho tới ngày hôm nay. Thì đó quả thật là một cái điều mà nó vinh hạnh và nó vui mừng, không có cách nào mà tả xiết. Bởi vì quý vị biết không, khi mà Vân Sơn bước qua đến đất Mỹ này đó, năm 1990, thì lúc đó Vân Sơn không nghĩ là mình sẽ đi hát lại, mình sẽ được làm nghề lại. Tại vì Vân Sơn bắt đầu làm nghề, bắt đầu bước vào đoàn hát từ năm 1977 ở đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam.
Sau đó đến năm 1985 thì Vân Sơn rời đoàn ha, sau 8 năm làm với đoàn tạp kỹ thì Vân Sơn rời đoàn tạp kỹ và Vân Sơn bước ra ngoài đi diễn solo, diễn những cái tiết mục bây giờ người ta gọi là stand up comedy đó, có nghĩa là đứng diễn hài một mình hoặc là cùng với một người bạn diễn nữa, gọi là song tấu. Và sau đó thì vì cái nhóm của anh Bảo Quốc và anh Duy Phương tách ra cho nên Bảo Quốc bắt Vân Sơn vô thế chỗ của anh Duy Phương. Thành ra từ cuối năm 85 cho tới khoảng chừng cuối năm 88, có nghĩa là gần 3 năm, Vân Sơn với anh Bảo Quốc đã đi hầu như tất cả những cái tụ điểm của thành phố chúng ta, những thành phố ven đó, những tỉnh thành ven đó và kể cả nước Việt Nam luôn. Và sau đó thì đến năm năm 90 Vân Sơn đặt chân đến Mỹ. Ha. Thời gian đầu tiên đó thì Vân Sơn thật sự là không có nghĩ là mình sẽ làm lại nghề. Bởi vì lúc mà năm 90 Vân Sơn đến Mỹ là đến tiểu bang Georgia. Toàn tiểu bang Georgia lúc đó thì người Việt Nam chúng ta chỉ khoảng chừng 4-5 ngàn người thôi. Mà ở rất là rải rác. Thậm chí hầu như là không có một cái chợ Việt Nam luôn. Chỉ có chợ châu Á thôi. Chợ của những người Hoa mà người ta đến lâu rồi đó, người ta thành lập thôi. Ha. Có một vài tiệm ăn, tiệm phở. Có. Một vài tiệm bán băng nhạc, sách báo. Có. Nhưng mà những cái chợ lớn thì chưa, hay là những cái khu shopping lớn của người Việt Nam mình thì chưa. Thì Vân Sơn nghĩ là với cái thị trường như vậy đó thì không thể nào mà Vân Sơn bước ra để làm lại cái nghề của mình bằng một cái số khán giả như thế được hết. Nhưng sau đó một tháng đó, thì Vân Sơn có cái dịp đi qua đến tiểu bang California, là nơi Vân Sơn đang ngồi nè. Vân Sơn thấy ô, cộng đồng Việt Nam mình ở đây lớn quá, mạnh quá, to quá, và cái môi trường này có thể làm văn nghệ được. Vân Sơn mới bắt đầu, Vân Sơn quyết định là ở lại tiểu bang California và bắt đầu bước vào nghề của mình. Ha. Thì phải nói là như thế này, trong khoảng thời gian đầu tiên đó, thì Vân Sơn làm tất cả mọi công việc lặt vặt mà có thể làm được để mình tìm cái nguồn kinh tế để mình có thể mình sinh sống, mình trang trải cho cuộc sống của mình. Thì thời gian đó Vân Sơn có đi làm cho cây xăng nè. Ban ngày thì Vân Sơn đi phụ để mà set up khiên máy, cũng như là set up set cảnh quay với lại anh Phạm Hợp. Và một thời gian sau thì Vân Sơn lại xin vào một cái hãng điện tử để mà lắp ráp điện tử thế này thế kia nọ. Và sau đó thì Vân Sơn mới qua cái ngành chuyển âm ha. Khoảng năm 91 thì mình mới qua ngành chuyển âm full time. Thì tình cờ thôi, tình cờ Vân Sơn làm cái tiệc cưới, làm MC tiệc cưới cho một cái người bạn cũ của Vân Sơn ở Việt Nam. Khi Vân Sơn qua đây gặp lại, thì qua một cái lần làm MC đó thì Vân Sơn được nhiều khách ở trong cái tiệc cưới đó. Người ta mời Vân Sơn tiếp tục làm những cái MC khác. Và từ đó người ta cứ giới thiệu điều này. Thành ra tuần nào Vân Sơn cũng có một cái làm MC đám cưới cho một người khách nào đó, hoặc là thí dụ như là thứ bảy một cái, chủ nhật một cái, nhiều khi thứ sáu một cái, thứ bảy một cái, chủ nhật một cái. Mà hồi thời đó đó, làm một cái MC như vậy đó, trả từ $300 cho tới $500 một cái. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, mỗi một tuần ha, Vân Sơn tối thứ sáu, tối thứ bảy, tối thứ nhật đi làm, vừa ăn uống vui chơi tất cả anh em mà vừa mang về nhà được $1,000 tiền mặt cash ha. Thì trong khoảng thời gian đó đó là mỗi một tháng như vậy Vân Sơn kiếm được khoảng chừng 3-4 ngàn tiền đi làm đám cưới nè. Rồi thêm 1-2 ngàn tiền đi làm thêm này làm kia. Một tháng thì Vân Sơn kiếm được khoảng chừng $5,000-6,000 cho một tháng đó. Mà hồi thời năm 1990 đó, $5,000-6,000 thì nó lớn vô cùng luôn, nó lớn lắm. Vân Sơn nhớ rất rõ ràng luôn, cái thời gian đó xăng á, xăng của năm 1990 đó thì lúc đó chỉ có 99 cent một ga lông thôi. Ha. Bây giờ là $4 một ga lông đúng không? Nhiều khi lên $5 một ga lông đúng không? Xăng thời đó có 99 cent một ga lông mà. Nó rẻ tới như vậy đó. Được không? Vân Sơn nhớ là khi mà trình diễn những cái tiệc cưới đó thì Vân Sơn không kể đó là sân khấu chuyên nghiệp. Ha. Lần đầu tiên mà Vân Sơn leo lên một cái sân khấu mà có khán giả ngồi để xem thưởng thức đàng hoàng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Vân Sơn trình diễn với không phải là khán giả thực khách. Thực khách có nghĩa là khán giả ngồi ăn mà vừa xem mình, ví dụ như tiệc cưới thôi, nôi đám dỗ đám hoài tất cả mọi thứ đám ha. Thì Vân Sơn đi những cái đám đó là khách, người ta vừa ăn uống, người ta vừa xem mình. Nhưng mà lần đầu tiên Vân Sơn bước lên một sân khấu mà có khán giả ngồi đàng hoàng, ngồi trong rạp ha, 1,000+ người ngồi trong rạp,
thưởng thức đàng hoàng là Vân Sơn trình diễn ở tại Đại học Long Beach. Lý do tại sao Vân Sơn diễn ở đó là tại vì lúc đó đó đạo diễn Charlie Nguyễn học ở trong trường đó, và đến cuối năm tất niên thì ở trong trường sinh viên Việt Nam hay tổ chức những cái chương trình văn nghệ, thì lúc đó đó Charlie Nguyễn mới nói anh Sơn bây giờ anh có tiết mục nào để trình diễn giúp vui cho tụi em không. Thì lúc đó Vân Sơn nghĩ ngay là những tiết mục mà song tấu mà Vân Sơn đã thường hay diễn với là anh Bảo Quốc ở Việt Nam ha, hay là diễn với là anh Bảo Liêm ở Việt Nam, ví dụ vậy. Vân Sơn mới nói ok, bây giờ có tiết mục nhưng mà anh đang cần một người partner để diễn với anh, bây giờ em có thể diễn với anh được không? Vân Sơn rủ Charlie Nguyễn diễn hài với Vân Sơn, bây giờ tin tưởng được không? Thì cuối cùng Charlie đồng ý, và Vân Sơn với lại Charlie đã tập một tiết mục để mà trình diễn cho cái ngày lễ tất niên của tất cả những sinh viên ở trường Long Beach. Một cái sự thành công mà không thể nào tưởng tượng được. Quý vị có thể biết rằng khi mà Vân Sơn đứng ở trên sân khấu cùng với lại Charlie nữa ha, đứng chào một câu thôi, chào theo dần theo điệu đó, chào một dần điệu thôi, là các em sinh viên đứng dậy vỗ tay cả nguyên một rạp, mà vỗ tay cả 1-2 phút. Tiết mục của Sơn với lại Charlie á, là diễn chỉ có 11-12 phút thôi, mà ngày hôm đó diễn lên tới 17-18 phút mới xong. Là tại vì sao? Là tại vì các bạn sinh viên ở dưới á, hưởng ứng tiết mục này, lần đầu tiên được xem một cái tiết mục mà nó thuộc cái dạng mà stand up comedy của Mỹ mà người Việt Nam mình diễn, các bạn thích quá. Các bạn cứ mỗi một câu nói, mỗi một cái gài, mỗi một cái cười là các bạn đứng dậy, các bạn vỗ tay cả 1-2 phút vậy đó. Thành ra tiết mục diễn thường thường á, Vân Sơn với lại Charlie ở nhà tập khoảng chừng 9-10 phút là hết rồi ha, mà một ngày hôm đó diễn tới 17-18 phút, có người diễn thời gian gấp đôi luôn, sướng ha. Không có cái gì mà đã cho bằng ha, khi mà đứng trình diễn sân khấu mà được khán giả hưởng ứng như vậy nó sướng lắm. Đó là cái thời gian đầu tiên mà Vân Sơn bắt đầu bước chân qua đến đất Hoa Kỳ. Vân Sơn nhớ là tháng 4 năm 1990 thì Vân Sơn đến Mỹ. Tháng 5 năm 1990 thì Vân Sơn qua đến California. Và đến tháng 1, tháng 2 của năm 1991 là Vân Sơn ăn cái Tết đầu tiên, Tết Việt Nam chúng ta đầu tiên tại đất California. Hồi đó đó thì ở cái khu chợ 99 mình nè, cái khu chợ 99 hiện nay đó, nó là một cái bãi đất thiệt trống và lớn lắm. Là hàng năm á, làm hội chợ, festival, tất cả mọi thứ làm ở ngay đó đó. Mà mỗi lần làm hội chợ như là mỗi một đêm như vậy là chứa cả 10,000 người. Đông lắm, đông kinh khủng lắm. Thì lần đầu tiên Vân Sơn biết được là có Quang Minh. Quang Minh đến Mỹ sau Vân Sơn khoảng chừng 6 tháng, Vân Sơn nghĩ vậy. Vân Sơn đến khoảng tháng 4 năm 90 thì Quang Minh có thể là khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó, năm 90. Thì Vân Sơn mới nhận cái show, và Vân Sơn và Quang Minh cùng diễn ở cái show ở trong cái hội chợ Tết đó. Và kết quả cũng như thế, kết quả đẹp mắt vô cùng. Khán giả của Orange County lần đầu tiên được xem một cái tiết mục stand up comedy, có nghĩa là song tấu hài hước. Thường thường người ta là stand up comedy là một người đứng nói gì, cái này là stand up comedy mà cái này là hai người đứng sân khấu để nói những cái chuyện mà vui rồi nói qua nói lại, gài tới gài lui, đá tới đá lui, văn thơ tất cả mọi thứ ha. Mà cái loại song tấu hài hước nó rất là khó, nó không có dễ, khó làm lắm. Ví dụ một cái vở kịch nó còn tình huống cái này có kia có nọ, còn cái song tấu hài hước là mình ví dụ cái gì, dùng tất cả những cái duyên dáng của mình, dùng tất cả những cái ngôn từ của mình, dùng tất cả những cái gì tinh túy nhất của hài để mình đem đó, mình bước ra khán giả phải cười, mình nói một câu mình là khán giả phải cười, hoặc là ít nhất là một câu của bạn mình thảy ra mình phải đá lại một cái là mình phải cười, gài một câu nói một câu phải cười, nó phải liên tục như vậy thì mới gọi là song tấu hài hước ha. Thì cái loại hình này á, đối với lại khán giả của Orange County, đối với khán giả của Việt Nam chúng ta ngày hôm đó họ thích quá. Sau hôm đó thì Vân Sơn diễn mùng 1 ha, Vân Sơn diễn mùng 1. Đến mùng 2, mùng 3 thì hội chợ Tết của miền Nam California là một những hội chợ lớn của cộng đồng Việt Nam chúng ta trên toàn nước Mỹ. Ha.
Thành ra những tiểu bang mà gần gần ở ở miền Nam California hoặc gần ở California đó thì họ hay về, hay tề tụ về để ăn một cái Tết mà nó có hương vị, nó có không khí của Việt Nam chúng ta, để gặp nhiều người Việt Nam, để được ăn bánh chưng, để được ăn bánh tét, để được nghe đốt pháo chẳng hạn. Thì chỉ trong hội chợ vậy mới được xin phép được đốt pháo thôi, chứ đâu thế nào được đốt pháo ngoài. Thì ngày mùng 3 Vân Sơn nhận được một cú phone của ban tổ chức của cái hội chợ đó đó, gọi về cho Vân Sơn. Nói Vân Sơn hả? Nói dạ đúng rồi anh. Nói tối hôm qua có một cái người mà họ đến từ cái tiểu bang khác mà họ ghé hội chợ Tết nè. Họ nói là họ là người thân, người nhà của Vân Sơn, thân lắm mà mất liên lạc. Bây giờ thấy cái hình của Vân Sơn đăng trên cái poster mà Vân Sơn diễn đó, bây giờ người đó muốn xin cái số phone của Vân Sơn để liên lạc được không? Thì Vân Sơn rất là thắc mắc, không biết người thân, người nhà là ai. Thì Vân Sơn hỏi là anh có biết người đó là ai hay tên gì ở đâu không? Nói là anh đó anh có nói, nhưng mà tại vì tôi không có ghi xuống thành ra tôi không có nhớ, chỉ có để lại cái số phone thôi. Thì nó ok không sao, bây giờ anh cứ cho số phone đi để tôi gọi lại. Thì Vân Sơn bóc phone lên, Vân Sơn gọi. Lúc đó thì không có phone tai hay gì đâu, phone nhà không à. gọi lần đầu tiên thì phone đen mà không bắt máy. Vân Sơn nghĩ có lẽ là cái người này là đang đi chơi ở bên này ha, đang đi chơi này, nó không bắt máy. Lúc đó là không có phone tai, không có beeper, chưa có gì hết trơn á. Đi ra ngoài đường là chỉ gọi phone công cộng thôi. thành ra Vân Sơn gọi lần đầu mà không bắt máy. Thì Vân Sơn đợi thêm một ngày nữa, Vân Sơn gọi lần thứ hai thì bắt máy lên. Vân Sơn nghe cái tiếng Vân Sơn tá hỏa. Vân Sơn hỏi alo ai vậy? Cái bên kia hỏi hỏi Sơn không Sơn? Vân Sơn nói trời ơi Bảo Liêm hả? Bảo Liêm qua mà Vân Sơn không hay. Tại vì khi mà Vân Sơn đến với lại Philippines á, thì Vân Sơn ở cái cycle là 136, còn Bảo Liêm là 141-142 gì đó, có nghĩa là sao Sơn, nghĩa là Sơn vừa rời Philippines thì Bảo Liêm vừa tới Philippines, từ Việt Nam bay qua tới Philippines ở đó 6 tháng để học English, học Anh văn gì đó. Cái chuyện đó là cái chuyện ở bên trại tị nạn Vân Sơn, một hôm nào đó Vân Sơn kể cho quý vị nghe. Liêm mới nói là tối mùng 3 Tết Vân Sơn, Liêm từ ở bên Arizona, Liêm chở vợ con chạy qua bên này chơi, thì tình cờ vô trong cái hội chợ Tết mới thấy cái poster có cái hình cái mặt thằng nào nó quen quen. Liêm mừng quá, Liêm xé poster, Liêm chạy vô mà không biết ê cho tôi liên lạc với thằng này. Thằng này giờ nó ở đâu? Và sau một thời gian liên lạc thì Bảo Liêm thời gian đó, Vân Sơn biết là không có cái gì mà sung sướng cho bằng qua bên Mỹ bắt gặp lại được một cái thằng bạn. Thằng bạn thân, thằng bạn nối khố từ ở Việt Nam ha, chơi cả chục năm ở Việt Nam rồi biết được là thằng bạn thân này nó đang có cơ hội để mình trở lại cái nghề của mình. Trời ơi nó sướng vô cùng. Và Vân Sơn cũng không có gì vui mừng hơn là gặp được Bảo Liêm trong thời gian đó. Là gì? Là mình vừa bắt được một cái mối làm ăn đi ha. Mình bắt được cái mối làm ăn, có nghĩa là mình vừa mới trở lại, mình vừa mới tìm được cái đường, cái phương hướng trở lại cái nghề của mình. Thành ra Sơn lúc đó mới nói với Liêm là Liêm, bây giờ mà Liêm mà muốn mà kêu bằng trở lại cái nghề của mình ha. Muốn chúng ta cùng nhau nắm tay bước lên sân khấu quậy tưng khán giả thì Liêm phải qua bên California sống, chứ không thể nào mà Liêm sống bên Arizona rồi Liêm Sơn bên này mà bắt show mà Liêm chạy qua chạy lại được hết trơn. Thời gian đó mỗi cái show đâu có bao nhiêu tiền, mà vé máy bay bầu show cũng đâu có mua. Ở Mỹ nha, là muốn đi show là phải có tên tuổi, có tiếng tăm, có bán được vé, có thế này thế kia thì người ta mới mời đi show, chứ không phải là mình có thể mình đi hát giá rẻ bao nhiêu được. Tại vì cái tiền show nó không quan trọng bằng cái tiền vé máy bay và tiền ăn ở khách sạn, ăn ở đưa đón, đó là cái tiền nó mắc hơn, nhiều khi mắc hơn là cái tiền show nữa. Thì Liêm mới suy tính rất kỹ càng, tại vì bởi vì lúc đó là vợ của Liêm đang có bầu 5-6 tháng. Đang có bầu mà bây giờ mà
ở bên kia đó thì bên kia cũng có nhà cửa tất cả mọi thứ rồi, cũng tạm yên ổn rồi ha. Bây giờ qua bên California làm sao sống, thì Vân Sơn mới mở thêm cái offer cho Liêm nữa, Liêm qua bên này đi ở chung với Sơn đó, nếu mà Liêm muốn thì bây giờ Sơn sẽ ra mướn cái nhà nó lớn hơn ha, anh em mình cùng nhau về ở đó, mình share nhà mình sống. Thì Liêm đồng ý, lúc đó Sơn mới ra, Sơn mướn cái apartment 2 phòng, Sơn với là vợ Sơn 1 phòng, Liêm với vợ Liêm 1 phòng đó. À, thành ra Liêm lúc đó Liêm mới yên tâm khăn gói lên tất cả mọi thứ và cơm ghe bầu bạn leo lên chiếc xe lửa từ Arizona chạy xịt qua tới bên California. Vân Sơn ra ngoài trạm xe lửa, Vân Sơn đón Bảo Liêm với lại vợ Bảo Liêm về, anh em cùng với nhau sống chung cái nhà. Lúc đó thì Sơn với Liêm mới cùng nhau đi diễn những cái show, những cái tiệc cưới, hoặc là đi diễn những cái nơi, ví dụ như những cái vũ trường thời gian đó có, như là vũ trường Rex nè, vũ trường Majestic nè, rồi một số những cái vũ trường, rồi đêm màu hồng ấy, ví dụ như vậy. Thì Sơn với Liêm là chuyên môn trị những cái như vậy, mỗi đến mỗi lần diễn khoảng chừng 10 phút 15 phút diễn một đêm vậy, hoặc là diễn những cái tiệc cưới thì thí dụ như là những tiệc cưới mà Sơn đã nhận đó, thì nay Sơn Liêm cùng nhau diễn những tiệc cưới đó, hoặc là sau này nhận thêm nhiều quá ha, nhiều tiệc cưới quá mình mới chia nó ra, thí dụ như là một thứ sáu vậy mà nhận tiệc cưới ở đây cái kia cái, thì Sơn chịu cái, Liêm chịu cái, thí dụ như đó, hai anh em cùng nhau ra diễn. Mà thời gian đó là thời gian rất là vui luôn, và thời gian đó là thời gian ra nhiều ý tưởng, nhiều tiết mục nhất ha. Rồi sau khi mà Vân Sơn với Bảo Liêm diễn ở những cái vũ trường, ở những phòng trà rồi đó, thì trung tâm may, lúc đó anh Thăng bên may đó mới đi xem, mới thấy được tiết mục này hay quá, vui quá, thì anh Thăng bên may mới mời Vân Sơn với Bảo Liêm. Kính thưa quý vị, các cụ hồi xưa đã nói cười nhe 10 cái răng, có nghĩa là phải cười to lắm thì mới nhe đủ được 10 cái răng. Nhưng Kỳ Duyên chắc chắn rằng sau khi quý vị thưởng thức phần trình diễn của đôi song hài này thì quý vị phải nhe tới 13 cái răng lận, mà ai mà xuống là không kể đâu đấy nhá. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của anh Vân Sơn và anh Bảo Liêm. Liêm đây không? Liêm đây chứ còn ai? À, phải Sơn không? À, Sơn chứ còn ai nữa? Trời ơi, Sơn mà tưởng phù thủy xuất hiện. Phải đây. Mặc gì kỳ cục quá vậy? Giờ mua đen giờ bên đây ăn bận gì không à? Vậy bây giờ tụi anh thi nhau nè. Thi gì? Giờ mình thi, bây giờ anh nói anh là siêu sao ca nhạc không? Bây giờ tôi thi ca nhạc với anh. Thi ca nhạc với tôi? Dĩ nhiên. Trời ơi, ngon lành trúng tủ. Nhưng mà thi không phải bình thường nha. Giờ muốn thi làm sao? Thi đàng hoàng. Thi làm sao? Liên khúc. Liên khúc? Ừ. Liên khúc có nghĩa là sao? Tức là tôi khúc, anh khúc, nhập lại là liên khúc. À, tôi hiểu rồi, có nghĩa là anh hăng khúc, tôi hăng khúc, hai thằng nhập lại thành nguyên khúc, thành liên khúc, thành một liên khúc. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Trời ơi, anh cùng ngủ vậy? Mưa lâm râm mà. Mưa lâm râm đâu, nhầm gì? Mưa lớn nè. Rồi, mưa lớn sao? Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn gì tình đời, mưa sầu gì. Cuốn 1, cuốn 2. Và sau khi xuất hiện trong những cái cuốn 1, cuốn 2 đó, thì Vân Sơn và Bảo Liêm trở thành cái hiện tượng hài của thời đó. Show đầy hết. Show chẳng những đi tiểu bang của nước Mỹ không, mà show còn đi qua tới bên châu Âu, qua tới bên châu Úc. Vân Sơn, thời gian đó Vân Sơn lạ lắm. Thí dụ như là Vân Sơn nghĩ là tại vì mình xuất hiện trong video, thì những cái video đó thì Vân Sơn biết được là ở Mỹ có rất là nhiều người, người ta coi. Nhưng mà khi qua đến châu Âu, qua đến châu Úc, Vân Sơn thấy khán giả lần đầu tiên gặp Vân Sơn Bảo Liêm mà khán giả người ta crazy, người ta mừng, người ta vui. Vân Sơn đứng sân khấu diễn mà Sơn nói thiệt nha, như là Vân Sơn Bảo Liêm giống như là hai ca sĩ mà hát nhạc rock vậy đó. Khán giả dưới crazy, leo lên sân khấu nắm quần kéo. Vui lắm, thời gian rất là vui luôn.
Thành ra khi mà Văn Sơn qua Úc, Văn Sơn mới có một thời gian Văn Sơn suy nghĩ rằng à, sức mạnh đây nè, cái này nè là sức mạnh của nghệ thuật, nó nằm ở chỗ này nè, sức mạnh của truyền thông nó nằm ở chỗ này nè. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái người nghệ sĩ dù có tài năng cỡ nào đi chăng nữa mà không có một cái truyền thông ở phía sau nó đẩy đó, thì không thể nào mang cái tài năng của mình, cái nghệ thuật đó để đi phục vụ khán giả, để đi quảng bá với tất cả mọi người, làm cho mọi người mê mình, làm cho mọi người thích mình được. Cái đó là cái gì? Cái đó là một cái trung tâm ca nhạc. Đó là lần đầu tiên Vân Sơn len lỏi cái ý tưởng mà Vân Sơn thành lập trung tâm Vân Sơn từ năm 1993, là sau lần đầu tiên Vân Sơn đi qua Úc đó, qua Úc diễn đó là năm 1993 đó. À, Vân Sơn mới thấy là à, nên làm lắm, rất nên làm. Và đến năm 1994, sau khi Vân Sơn và Bảo Liêm thống nhất với nhau là anh em mình cùng nhau làm một cái chương trình. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những trung tâm thời đó, thí dụ như là bên May cũng mời Vân Sơn diễn nè, bên trung tâm Asia cũng mời Vân Sơn với lại Liêm diễn nè. Và những trung tâm này đó là chỉ muốn Vân Sơn và Bảo Liêm diễn song tấu hài hước thôi. Diễn những tiết mục hai anh em lên đứng song tấu nói chuyện khoảng chừng 10-15 phút, vui hết, nghỉ. Mà những tiết mục song tấu đó đâu có phải là dễ. Khó làm lắm, nó rất là khó làm luôn. Thành ra thời đó đó là diễn May 3-4 cuốn, rồi Asia 3-4 cuốn, rồi diễn thêm một số những trung tâm nhỏ nhỏ nữa. Thành ra thời gian đó tiết mục nó bị cạn dần. Thì Vân Sơn và Bảo Liêm có đưa một số những tiết mục khác cho bên những trung tâm bên đó mà họ không đồng ý. Họ nói là không, chỉ thích làm diễn song tấu như vậy thôi. Ha, lúc đó Vân Sơn đưa qua những nào là những hoạt cảnh dân ca nè, nào là những kịch vui mà khoảng chừng 3-4 diễn viên diễn, mà thời gian, thời lượng nó khoảng chừng 20-25 phút. Và rất là nhiều ý nữa, ca nhạc hài thí dụ vậy, mà những trung tâm bên đó họ không có, có lẽ Vân Sơn nghĩ thôi, có lẽ là họ chưa có thấy được, thành ra họ chưa có tin là những tiết mục đó nó hay, nó vui ha. Mà bây giờ Sơn nói với Liêm là bây giờ nếu mà anh em mình tiếp tục mà làm song tấu như thế này nữa đó, thì làm sao mà mình có thể mình có đủ tiết mục để mình làm được? Không thể nào. Không thể nào, đúng không? Thành ra Vân Sơn mới cùng với Bảo Liêm quyết định là thôi, anh em mình cùng nhau thành lập trung tâm. Thành lập một cái trung tâm ha. Những tiết mục nào mà những trung tâm khác nó không xài thì mình mang vô mình diễn rồi mình tự phát hành. Bảo Liêm hỏi Vân Sơn được không? Nó nói được. Thì thực sự lúc đó đó thì Vân Sơn có để dành được khoảng chừng mười mấy ngàn đô. Vân Sơn mới bỏ ra để Vân Sơn làm cái cuốn đầu tiên được mang tên là Tiếng Cười Cali. Đây là cái cuốn mà đầu tiên của trung tâm Vân Sơn phát hành ở trên toàn nước Mỹ. Tiếng Cười Cali. Sau khi cái chương trình này ra thì thật sự mà nói, bây giờ Vân Sơn coi lại đó thì nó cũng không có phải cái gì nó xuất sắc lắm, nhưng mà vào cái thời đó nó là một cái gì đó, một hiện tượng. Lần đầu tiên có một cái chương trình hài mà nó ra đời mà chỉ là chương trình hài không, không có gì khác hết ha. Toàn bộ tất cả những tiết mục đó là hài không, mà được hai người diễn viên trẻ, diễn viên hài trẻ mà đang được yêu thích ở khắp mọi nơi trên thế giới, qua những lần họ xem những cái chương trình như là ở của bên May, của bên Asia, là Vân Sơn Bảo Liêm thủ diễn, còn gì nữa. Cái cuốn này sau khi ra đời ha, nó bán được 20 mấy ngàn copy, 20 mấy ngàn copy, 20 mấy ngàn cuốn nha. Mà hồi xưa đó mỗi một cuốn như vậy nè, bán lẻ ra ngoài là khoảng chừng 15 đô. Mà bán sỉ cho họ đó, mình bán 10 tới 12 đô một cuốn. Ha, thì quý vị thử nghĩ 20 mấy ngàn cuốn thì Vân Sơn bỏ ra chỉ có 10 mấy ngàn thôi, mà mình mang về sau khi trừ tất cả mọi thứ thì mình mang về được 100 mấy chục ngàn. Ha, mà không phải là chỉ nói là cái lợi nhuận về tiền bạc thôi, mình không nói về cái lợi nhuận về tiền bạc, mà mình nói là nói về cái lợi nhuận về cái tiếng tăm, về cái thanh thế của Vân Sơn Bảo Liêm thời đó nó rần rần.
ô. Tôi mới quen một cô, tuy ốm nhưng thật xinh, tóc dài mắt mơ quyền mơ. Mặc quần jean, cô bước đi cà kiều, trông giống như con chàng hiêu, thân hình như cậu bún riêu. Cho nên nó quyết trong lòng, mãi mãi không còn thân hình ôm nhách. Vậy làm rồi ăn ngày ăn sáng, ăn tối ăn chiều, tới bây giờ 300 pound. Trời ơi, ăn không mà nó ăn máu anh mau vậy đó. Hồi xưa nó như tôi vậy nè. Kể cho tôi nghe coi. Tức dữ lắm anh. Kể đi. Sao bỏ, sao bỏ. Kể đi, tức tối làm gì nữa. Biết rồi, biết tức dữ lắm rồi, kể đi. Ê, ê. Kể đi, đứng cứ ngáp ngáp mà vậy. Dạ, kêu tới xong kể. Ừ. Kể nghe nè. Ngày xưa tôi có một nhà hàng. Biết hồi xưa anh giàu mà. Ngày xưa em nghèo đôi lang thang. Tội nghiệp không? Tôi thấy em nghèo tôi mến, mướn em về giúp việc nhà hàng tôi. Nhân đạo quá ha. Từ khi em bước vào nhà hàng, từ khi em tìm có đô la, em đã đem lòng thay đổi. Hết đánh bài rồi còn nhảy disco. Nhảy disco anh, nhảy dữ lắm anh. Vậy hả? Bắt vô nó nhảy vậy. Nhảy luôn. Nó không phải ảnh hưởng người Việt Nam mình ở Orange County không, không phải là ở California không, không phải là ở nước Mỹ không, mà nó ảnh hưởng khắp năm châu. Khắp năm châu, khán giả Việt Nam ở khắp mọi miền trên thế giới này đều thích nó. Đây là cuốn một ra đời. Ok. Thật sự mà nói đó thì khi Vân Sơn làm những cái tiết mục hài nè, thì Vân Sơn và Bảo Liêm thời gian đó đắn đo lắm. Tại vì Vân Sơn nói là bây giờ anh em mình phải làm sao mà không phải là cho khán giả của California hiểu biết vui cười thôi. Ha, không phải là cho khán giả ở Mỹ hiểu biết vui cười thôi. Mà phải làm sao cho người Việt Nam trên toàn thế giới khi người ta xem, người ta phải hiểu, người ta biết, người ta vui, người ta cười. Đó là cái ý tưởng đầu tiên mà khi Vân Sơn và Bảo Liêm bắt đầu thực hiện những tiết mục hài cho cái chương trình của Vân Sơn vào thời đó.
Và chính vì như vậy, những chương trình hài của Vân Sơn mới chinh phục được khán giả ở khắp mọi miền trên thế giới. Chứ nếu như lúc đó Vân Sơn chỉ nghĩ là ok, giờ mình làm sao khán giả ở Mỹ cười vui là được rồi, thì nếu như mình dùng những cái tình huống ở Mỹ thôi, thì những người ở Pháp làm sao người ta hiểu, những người ở bên Nga, ở bên Tiệp Khắc làm sao người ta hiểu, hay là kể cả những người ở bên Việt Nam mình, làm sao khán giả Việt Nam hiểu được những cái tình huống ở bên Mỹ nó xảy ra như thế nào. Thành ra dù có tình huống nào đi chăng nữa, cũng phải làm cho tất cả mọi người khán giả ở khắp mọi miền đất nước, khắp mọi nơi trên thế giới, người ta hiểu, người ta biết được. Đó là lý do tại sao mà những tiết mục hài của Vân Sơn được khán giả mọi nơi yêu thích. Đúng không? Và bây giờ nó trở thành cái gì đó rất là huyền thoại. Và hiện nay thì Vân Sơn nhân cơ hội này nha, cũng nhắn nhủ, cũng gửi gắm cho quý vị luôn. Hiện nay thì Vân Sơn đang có một cái đợt sale rất là đặc biệt. Ha. Hiện nay thì Vân Sơn có 53 cuốn tất cả, từ số 1 tới số 53. Thì 53 cuốn này được vô trong những cái box như thế này. Đó, vô những cái box như thế này. Đây là thí dụ như đây là box số 2 nè ha. Thì nó có từ số 11 tới số 20 nha. Và mỗi cái box như thế này đó, nó có 10 cái DVD. Và 5 box như thế này cộng với lại 3 cái DVD lẻ ngoài. Thì hiện nay nó có một cái sale rất đặc biệt. Nó đang được gửi đến tất cả quý khán giả ở khắp mọi nơi trên thế giới nha, với cái giá là $100 ha. Chỉ có $100 thôi, quý vị sẽ có một cái bộ 53 cuốn như thế này. Và trong này có những cái bộ nó có 3 đĩa trong này, thành ra tính ra nó có hàng trăm đĩa trong này nè. Tính ra đó thì mỗi một cái đĩa như vậy nè, tính ra mỗi một cái đĩa như thế này nè. Đó. Mỗi một cái đĩa như thế này nè. Còn cái đĩa như thế này chỉ có $1 thôi, chỉ có 1 đồng thôi. Cộng với lại tiền shipping. Thí dụ như quý vị ở miền Nam California thì cái giá nó không bao nhiêu tiền, ở miền Bắc California cũng không bao nhiêu tiền, như vậy. Nhưng mà ở xa chút xíu thì tiền shipping nó cao hơn chút xíu, chỉ như vậy thôi. Thì hiện nay thì Vân Sơn đang có cái promotion đặc biệt cho cái đó. Song song theo đó thì Vân Sơn có một cái bộ DVD về hài hước không, có nghĩa là cái bộ DVD này đó, đây, ok, cái bộ này đó thì nó chắt lọc ra tất cả những cái mục hài hước ở trong tất cả những chương trình của Vân Sơn, nó nằm ở trong này ha. Cái bộ này nó có 30 cuốn tất cả. Và khi mà quý vị mua cái bộ 30 cuốn này thì quý vị được tặng thêm 10 cái CD của Vân Sơn, chọn lọc trong đó những cái DVD, trong những cái đó những cái CD hài, có những cái CD ca nhạc thật hay, thí dụ như của Trường Vũ, của Tâm Đoan, của Nguyễn Thắng, của Cát Tiên, thí dụ vậy, đầy đủ hết tất cả mọi thứ. 10 cái CD cộng với lại 30 cái DVD hài như thế này, giá cũng $100 đó. Cộng với tiền shipping nha. Rồi, còn một cái nữa là nếu như quý vị nào yêu thích những cái CD của Vân Sơn làm, hiện nay Vân Sơn đang có khoảng chừng hơn 120 chương trình CD, vừa ca nhạc hài ha, vừa ca nhạc ha, vừa hài hước ha. Ca nhạc thì có nhạc trẻ, nhạc nhạc bolero, nhạc sang, nhạc đủ mọi loại nhạc trong thế này. 120 cái CD được bỏ gọn trong một cái box như thế này. Đó. Thấy không? 120 cái. Giá là $120 cộng với tiền shipping. Hiện nay đó thì Vân Sơn không có in ấn nữa, tại vì Vân Sơn thực sự Vân Sơn không có nghĩ là cái DVD nó sẽ tiếp tục nó bán được. Hiện nay tất cả quý vị khán giả hàng ngày vẫn có tất cả quý khán giả mua những cái DVD này về để bỏ vào những cái đầu đĩa để mà xem. Thì Vân Sơn biết là khán giả hiện nay mua những cái này về để thứ nhất là làm gì? Để kỷ niệm lại tất cả những cái gì đó nó thuộc về huyền thoại, nó thuộc về những cái ký ức về tuổi thơ của mình, hoặc là thương mến, ủng hộ Vân Sơn cũng như ủng hộ Trung tâm Vân Sơn đã làm ra những tác phẩm như thế này. Và hồi trước giờ có nhiều người xem nhưng mà không đủ bộ, hoặc là hồi trước giờ có nhiều người mua xem đủ bộ nhưng mà đã thất lạc, hoặc là có những người mua xem đủ bộ nhưng mà lại mua những cái video tape. Hồi thời xưa là video tape mà, không phải là bằng đĩa như thế này đâu. Đĩa bây giờ nó đẹp lắm. Và đây là cái cơ hội mà tất cả quý khán giả nào, thứ nhất là muốn ủng hộ Vân Sơn nè, thứ hai là thương mến support Trung tâm Vân Sơn nè, và thứ ba là muốn giữ lại những cái niềm vui, những cái kỷ niệm đẹp của tuổi thơ của mình ha. Và đặc biệt đây là những cái chương trình mà văn hóa văn nghệ Việt Nam của chúng ta ở vào một cái thời mà chúng ta
vàng son nhất, cái đó là vàng son nhất, và những vở hài kịch hay nhất, vui nhất, ý nghĩa nhất nó đang nằm ở đây. Vân Sơn một lần nữa rất cảm ơn quý vị, và Vân Sơn sẽ tiếp tục san sẻ quý vị những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỷ niệm vui buồn của Vân Sơn cùng với tất cả những bạn hữu trong suốt quãng đường từ cuốn DVD số 1 cho đến cuốn DVD số 53. 53 cuốn. À, này là mới có anh Bảo Liêm xuất hiện à, còn nhiều anh xuất hiện trong chương trình. Nhiều anh, nhiều cô, nhiều chị xuất hiện ở trong này ha. Vui lắm, nhớ theo dõi chương trình của Vân Sơn, chia sẻ, like, subscribe và bấm cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi Vân Sơn phát hành những chương trình kế tiếp cho quý vị xem. Ok, bye bye, I love you. Nhớ nha, vào đường link dưới này, bấm ngay đường link dưới này để dẫn vào cái like của Trung tâm Vân Sơn, ha, dẫn vào cái web của Trung tâm Vân Sơn và đem những cái bộ này về ngay tức thì. Thời gian không còn bao nhiêu nữa, và thiệt sự thì không còn bao nhiêu cuốn nữa nha. Đang hot lắm, đang hot lắm. Ok, thank you, bye bye.